từ xem bảo tàng giờ sẽ nói. Đây là những trẻ em rất thông minh, thức tỉnh và có phản xạ siêu nhanh. Những trẻ em ở đây sẽ là bảy những nhân vật để ngăn cản bất kỳ người lớn nào đến giải thưởng hàng chục triệu đồng và 5 vòng 10 trong trò chơi. Trẻ em luôn cùng. Trong chương trình hôm nay là 10 trẻ em mạnh đức, nước Anh, Linh Nhi, Nam Anh, Hà Giang, Minh Hành và Phương Anh. Xin chào mừng người dẫn chương trình Nguyễn Anh. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trẻ Em Nuôi Đúng trên kênh VTV6 Đài Truyền Hình Việt Nam. Nói là muốn ăn thì phải lăn vào bếp, còn đến với Cao Bằng muốn ăn cá thì phải vượt thác. Nhưng mà khoan, ăn ngon thì liên quan gì đến vượt thác nhỉ? Thác Bản Dốc, dòng thác hùng vĩ của Cao Bằng không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan ấn tượng mà còn có một đặc sản độc đáo. Dòng nước chảy xiết ở đây đã tôi luyện nên một loài cá săn chắc lại mang hương vị thơm ngon với cái tên đặc biệt cá trầm xanh. Con cá này là sống ở trên dòng sông Quai Sơn mà lại gần thác Bản Dốc, hay lội lên là cái là lên ngược dòng ấy, chứ nước chảy xiết, thế là thịt cá rất là săn chắc. Nhưng mà em nghe cái tên là cá trầm xanh nghe khá là lạ, tại sao lại có cái tên như thế này ạ? Bởi vì là con cá này thì đặc trưng là hay ăn rong rêu màu xanh nên là con cá cũng có cái màu xanh nên người ta gọi là cá trầm xanh. Ở chỗ anh thì là chuyên làm món hấp xì dầu. Con cá giữ được cái hương vị tươi nguyên và là có vị săn chắc và thơm riêng. Để làm món cá trầm xanh hấp xì dầu ngon thì ngoài cá, các loại gia vị cũng được lựa chọn cẩn thận. Đều là những gia vị quen thuộc, nhưng món gì cũng phải tươi và được pha trộn cầu kỳ. Cá trầm xanh có thể lớn tới cả chục kg, nhưng chỉ khoảng 2-3 kg là trọng lượng vừa phải để chế biến. Trước khi đưa vào sừng hấp, cá được tẩm ướp rất kỹ lưỡng. Wow, mới nhìn bằng mắt thôi thì tôi đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Cá thì được tẩm ướp gia vị cùng với sả và gừng nên là rất là thơm. Bây giờ sẽ thưởng thức xem là món ăn này sẽ có hương vị như thế nào. Giống như người dân nói, cá sống trong vùng nước xiết nên là khi ăn thì cảm nhận được là thịt cá ngọt, cả dai và chắc. Món cá trầm xanh hấp như thế này thì không cần phải chấm thêm gia vị thì ăn cũng đã cảm thấy rất là vừa miệng rồi. Trước đây, cá trầm xanh có nhiều ở thác Bản Dốc, ngày nay thì ít hơn. Vì thế mà loại cá này lại trở thành một đặc sản quý mà ai ghé qua Cao Bằng cũng nên thưởng thức một lần. Thaco 25 năm hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Thaco chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023. Bây giờ là 19 giờ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ ba ngày 5 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phấn đấu đạt tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước năm nay theo